Kính bạch sư cho con hỏi về vấn đề tài dâm. Bạn con là cư sĩ còn độc thân, chưa có bạn gái cũng như gia đình. Bạn con có đi ăn bánh và trả tiền, nhưng sau khi đi xong thì biết cô gái bán hoa đó cũng có gia đình và chồng cô đó. Gia đình hai bên nội ngoại cũng không biết cô gái đi làm nghề bán hoa. Vậy bạn con có phạm giới tà dâm không? Thì thưa với quý vị, cái chi phần là có ý muốn ở đây, tức là ý muốn tà hạnh trong các dục đối với cái người nữ, tức là ở đây mình thiếu cái sự là biết, cái sự nhận biết, cho nên là theo sư thì chưa có đủ chi phần để có thể gọi là phạm vào cái giới tà dâm. Nhưng mà không biết là đại đức Tuệ Tường thì có kiến giải như thế nào về cái trường hợp này. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, khi mà nói về cái giới tà dâm thưa quý vị, để cấu thành hay không thì chúng ta phải nắm được bốn cái chi pháp chính, mà khi mà đủ bốn chi thưa quý vị thì mới gọi là cấu thành được giới tà dâm. Cho nên đó là thường những cái xu hướng, những cái câu hỏi như vậy nè, thường quý sư á chỉ cung cấp cho quý vị về cái chi pháp và phân tích những cái tình huống, rồi bản thân quý vị sẽ là người tự đưa ra cái câu trả lời. Bởi vì sao? Bởi vì quý sư làm vậy là vừa hỗ trợ mà vừa giúp quý vị. Hỗ trợ là cho quý vị hiểu rõ, và giúp quý vị là cho quý vị là có sự ghi nhớ. Khi mình ghi nhớ rồi, ghi nhớ trung tâm, thì những cái phiền não, cái phiền não mà gây cho mình, gây bất thiện, nó chưa sanh khởi thì nó không sanh khởi, mà nó có lỡ sanh khởi thì nó không có đưa đến hậu quả tai hại. Thì bốn cái chi mà giới tà dâm là bao gồm gì thưa vị? Thứ nhất là những cái hạng người nữ mà không có được đụng chạm đến. Cái thứ hai là có ý muốn tà hạnh, và thứ ba là cố ý tà hạnh, và thứ tư là đã có cái sự xúc chạm đó, có sự xúc chạm làm cái sự quan hệ đó, quan hệ qua các đường đó. Đó, mà cái này cũng trình lan tế nhị, cho nên là quý vị phải tự tìm hiểu thêm vấn đề này, sư không có nói rõ. Khi này 18 cộng thưa quý vị, cũng hoan hỷ thông cảm đó. Còn ở đây á, thì sư có thấy một cái chi tiết này nè, một cái chi tiết này thì cái vị hỏi này nè, mình nên coi kỹ lại nha. Tại vì nói là mặc dù chưa biết cái người này là hoàn cảnh thế nào á, nhưng mà nói là bạn con có đi ăn bánh trả tiền, thì sư không biết cái nghĩa nó, ý nghĩa sâu, cái nghĩa sâu xa trong cái từ bánh trả tiền này là như thế nào, đúng không? Nhưng mà về cái ở quốc độ, cái pháp luật của quốc độ của Việt Nam đây, thì cái việc mà nó mà ăn bánh trả tiền này nè, thì nó cũng nó thấy nó có vẻ nhưng nó giống như là đang mại dâm thôi, việc đang mua dâm đó. Đó. Và rồi cho nên đó, quý vị phải tự nghe, tự mình trả lời cái câu hỏi này cho chính xác nha. Tại vì ở đây dùng cái từ mà gọi là ăn bánh trả tiền, sư không hiểu hàm ý sâu sắc ở trong đó là thế nào. Tại vì nó chứa đựng cái trạng thái tâm quý vị rất là phức tạp trong đây. Thì cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Tại vì nó dính tới cái giới này đó, nó hơi nhạy cảm. Mà cái trên cái mạng internet này thì mình không có giới hạn cái độ tuổi, cho nên các sư cũng khá là ngần ngại trong cái việc là mình chia sẻ một cách chi ly cái chi phần của cái việc này.
Thì nếu như mà quý vị muốn nghe cho rõ, muốn hiểu cho kỹ thì phải một là quý vị xem lại cái video về cái giới không có tà dâm ở trong cái lớp Phật pháp căn bản của sư. Hai là cái lớp Kinh Trung Bộ sắp tới thì sư sẽ phân tích một lần nữa về cái chi phần của cái giới này ha. Quý vị hoan hỷ là tại vì cái vấn đề này nó hơi nó nhạy cảm để có thể nói online như thế này. Trong khi đó mình không biết giờ có con nít nghe hay không. Cái vấn đề nó vậy đó. Cho nên là quý vị hoan hỷ, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.